Bây giờ chúng ta sẽ xem thử là cái quá trình chuyển hóa của glycogen này sẽ ra như thế nào. Thì trước khi mình tìm hiểu đến quá trình chuyển hóa của glycogen á, thì mình sẽ xem cái bảng về cái sự phân bố của carbohydrate mà sẽ là nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể chúng ta. Đó. Thì đây chúng ta có đối với nguồn glycogen thì chúng ta thấy đó ở hai mô, mô thứ nhất là mô cơ và mô thứ hai là mô gan. Ha, mô cơ và mô gan. Vậy thì lượng glycogen dự trữ trong hai mô này đó là đối với mô cơ là khoảng 250 gram, còn đối với mô gan là 75 gram. Vậy thì đây là cái tỷ lệ phần trăm của nó ha. Vậy thì nếu mà cái lượng glycogen này mà thủy phân ra hoàn toàn thành gluco và bị oxy hóa thì cái mức năng lượng cung cấp cho cái nguồn từ quá trình thủy phân glycogen đó là gì? Ở gan là khoảng 300 calo, còn ở cơ là khoảng 1.000 calo, đó là lượng glycogen của nó bị oxy hóa hoàn toàn. Rồi cái nguồn thứ hai, thứ ba đó là gluco tự do ở trong máu và dịch cơ thể thì nó chiếm khoảng 10 gram. Vậy thì cái lượng 10 gram này mà oxy hóa hoàn toàn thì nó sẽ cung cấp cho cơ thể chúng ta khoảng là 40 calo. Đó. Vậy thì chúng ta thấy đó là những cái nguồn mà carbohydrate mà đóng vai trò là những nguồn để cung cấp năng lượng cho hoạt động tế bào của cơ thể chúng ta là như vậy. Rồi. Bây giờ mình nhìn vào trong cái đồ thị này thì mình sẽ thấy như sau. Đó là gì? Đó là cái đồ thị này cho chúng ta thấy về cái nguồn gluco ở trong máu trong 24 ngày, trong 24 giờ, tức là trong một ngày bình thường á, thì chúng ta thấy rằng là ở trong cái đồ thị này nó có ba cái đường màu khác nhau. Thì ở đây mình sẽ để ý này, mình thấy nè, cái đường màu xanh dương á là cái đường thể hiện cho chúng ta thấy rằng là nồng độ gluco ở trong máu ta trong 24 giờ có nguồn gốc từ thức ăn ha. Cái thứ hai đó là cái đường màu đỏ, màu đỏ đây là cái đường thể hiện nồng độ gluco trong máu từ cái nguồn đó là tăng tạo gluco. Thì nguồn tăng tạo gluco đó là cái nguồn mà hôm trước mình đã học đó là gì, đó là cái quá trình tổng hợp gluco từ lactate nè, từ acetamin và từ lipid, được tổng hợp tại gan đó, hôm trước mình đã học đó. Rồi và cái nguồn thứ ba đó là cái đường màu xanh. Cái đường này thể hiện cho chúng ta thấy rằng là nguồn gluco trong máu ta từ quá trình thủy phân glycogen đó. Vậy thì đó là chúng ta thấy rằng là nó có ba nguồn cơ bản như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái đồ thị này như thế nào. Thì bây giờ ở đây chúng ta thấy nè, chúng ta sẽ phân tích từ buổi sáng, tức là sáng 6 giờ sáng đó nha. Vậy thì 6 giờ sáng ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là khi đó thì nồng độ gluco trong máu ta sẽ từ thức ăn chúng ta như giảm đó. Thì bây giờ chúng ta phải đầu ăn sáng. Vậy thì khi chúng ta ăn sáng thì cái nồng độ gluco trong máu ta sau đó bắt đầu tăng dần, tăng dần, tăng dần. Nhưng mà cái nồng độ gluco trong máu từ thức ăn chúng ta sẽ tăng lên. Vậy thì hai cái quá trình kia đó là quá trình tăng tạo gluco và quá trình thủy phân glycogen nó sẽ giảm xuống. Rồi, tiếp theo sau khoảng 2 đến 3 giờ sau khi chúng ta ăn sáng thì cái nồng độ gluco từ thức ăn ở chúng ta trong máu chúng ta giảm xuống. Nên vì thế hai quá trình kia phải tăng lên để làm gì? Để làm cho cái nồng độ gluco chúng ta ổn định và không bị thay đổi. Rồi. Đến trưa thì chúng ta lại ăn lại thì chúng ta thấy nồng độ gluco từ thức ăn chúng ta sẽ tăng lên trở lại. Rồi, hai quá trình kia chúng ta sẽ thấy nó giảm xuống và đến dặn nửa buổi chiều thì chúng ta thấy rằng là nồng độ gluco từ thức ăn chúng ta sẽ giảm xuống. Hai quá trình kia phải tăng lên trở lại. Cứ tương tự như vậy. Rồi, nhưng mà đến khuya thì chúng ta sẽ thấy nó hơi khác một xíu, đó là gì? Đến khuya thì nồng độ gluco từ thức ăn chúng ta giảm. Vậy thì hai quá trình kia sẽ tăng lên. Nha. Nhưng mà chúng ta để ý rằng là cái quá trình mà thủy phân glycogen nó tăng đến một cái thời điểm nào đó, khoảng tầm 10 giờ 11 giờ giờ khuya đó, thì nó sẽ không tăng nữa mà nó giảm dần đến sáng. Vậy thì để chúng ta thấy rằng là khi mà chúng ta ngủ khuya thì cái nồng độ gluco ở trong máu ta để ổn định nó thì nó sử dụng đó là cái nguồn tăng tạo gluco. Vậy thì trong cái thời điểm mà chúng ta ngủ khuya thì cái để mà ổn định được đường huyết thì chúng ta thấy rằng là gluco từ quá trình tăng tạo gluco được thực hiện để ổn định đường huyết. Nên vì thế chúng ta thấy rằng là về khuya thì cơ thể chúng ta thường hay sử dụng lipid cũng như là acetamin để chuyển hóa thành gluco. Nên vì thế đó là cái lý do tại sao mà chúng ta thấy là chúng ta không nên ăn khuya, bởi vì chúng ta muốn giảm cân thì tuyệt đối chúng ta không nên ăn khuya. Đó, bởi vì nếu mình ăn khuya thì chúng ta không hoạt động và nồng độ gluco trong máu ta lại tăng lên, từ thức ăn tăng lên, vậy thì cái gluco đó nó sẽ chuyển hóa thành lipid để dự trữ và nó không có cơ hội để lấy lipid từ trong cái nguồn dự trữ để tổng hợp thành gluco. Đó.
Rồi, vậy thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ xem như thế này. Chúng ta để ý này, khi mà chúng ta đề cập đến quá trình tổng hợp glycogen cũng như là thoái hóa glycogen á, thì mình lưu ý một cái điều như thế này. Đó là gì? Glycogen được tổng hợp khi nào và glycogen được thủy phân khi nào? Thì mình nhìn vào đây mình thấy rằng là khi mà chúng ta đói thì glycogen sẽ bị thủy phân, đúng không? Glycogen sẽ bị thủy phân ra. Đó, thì mình nhìn vào đây mình sẽ thấy này, glycogen sẽ thủy phân khi khi chúng ta đói, thủy phân tăng lên. Và khi chúng ta no thì sao? Thì cái quá trình tổng hợp glycogen sẽ tăng. Đó, no thì tăng quá trình tổng hợp, còn đói thì nó sẽ tăng quá trình thủy phân glycogen. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cụ thể tìm hiểu về cái quá trình chuyển hóa của glycogen như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ nói đến quá trình tổng hợp glycogen trước. Thì đây chúng ta thấy rằng là glycogen nó được tổng hợp từ các phân tử glucose. À, nó được tổng hợp từ các phân tử glucose. Và quá trình tổng hợp này xảy ra ở tế bào gan và tế bào cơ. À. À, vậy thì chúng ta sẽ xem cái công thức cấu tạo glycogen nó như thế nào trước. Đó thì chúng ta đã xem ở trong phần hóa học của glucid thì chúng ta thấy rằng là glycogen á nó như thế nào, nó có cấu trúc phân nhánh nó tương tự như amylopectin. Vậy thì chúng ta để ý chúng ta thấy rằng là cái đoạn mạch thẳng của glycogen á, đó là cái dạng cấu trúc đó là liên kết ha, nó ở dạng liên kết, đó là liên kết 1,4 glycosid đó. Nhưng cái vị trí phân nhánh để nó tạo nhánh á, thì đó là liên kết 1,6. À, còn để kéo dài nhánh ra thì nó là liên kết 1,4. Vậy thì chúng ta để ý rằng là nó chỉ có hai loại liên kết, đó là liên kết 1,4 đối với các cái mạch thẳng, còn ngay chỗ điểm phân nhánh đó là liên kết 1,6. Vậy thì đó là cái cấu trúc đặc trưng của nó ha. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem thử là cái cách tổng hợp nó ra được cấu trúc của glycogen như thế nào. Đó. Rồi, bây giờ ở trên cái hình này, cái đồ thị này cho chúng ta về cái quá trình tổng hợp glycogen. Đó. À, quá trình tổng hợp glycogen. Đối với quá trình tổng hợp glycogen ở gan và ở ở cơ thì nó giống nhau không khác gì cả. À, nó giống nhau không khác gì cả. Thì quá trình tổng hợp glycogen ở trong cơ thể chúng ta nó được chia làm 5 giai đoạn. À, nó được chia làm 5 giai đoạn. Thì chúng ta sẽ đi qua từng giai đoạn, chúng ta sẽ xem như thế nào. Giai đoạn đầu tiên đó là gì? Rồi, thì ở đây chúng ta có cái phản ứng, cái giai đoạn đầu tiên hoặc là phản ứng đầu tiên chúng ta có thể thấy rằng là glucose này nó sẽ phải được hoạt hóa thành glucose sắp phát bởi enzyme glucokinase. Đó, nó để tổng hợp nó sẽ hoạt hóa thành glucose sắp phát. Rồi, bước thứ hai là glucose sắp phát này nó sẽ được chuyển thành là glucose một phốt phát bởi cái enzyme là phosphor glucomutase. Rồi, sau khi nó tạo ra được glucose một phát thì nó kết hợp với UTP. UTP nó sẽ kết hợp với glucose một phát để tạo thành là cái phân tử có tên là UDBG, đó là giai đoạn số 3. Đây. Cái phân tử UDBG nghĩa là gì? Nó là uridine diphosphate glucose. À, thì đây chúng ta có phân tử glucose diphosphate là hai nhóm phosphate. Đây là uridine. À, được chưa? Rồi, đó là bước thứ ba. Thì sau khi nó tạo ra được cái uridine phosphate diphosphate glucose này á thì nó sẽ gắn vào cái cấu trúc có sẵn của nó trước, đó là gì? Đó, để tổng hợp được glycogen thì nó cần có một cái trình tự mồi, là cái trình tự mồi là cái màu vàng vàng đây. Đó. Rồi cái trình tự mồi này đây là những phân tử glucose, à, người ta gọi là primer á. Vậy thì cái trình tự mồi này nó phải gắn với lại là một cái phân tử protein người ta gọi là glycogenin. Đó. Thì đây chúng ta có đây là phân tử glycogenin. Vậy thì cái cấu trúc này luôn luôn có sẵn để cho quá trình tổng hợp glycogen xảy ra. Đó, thì chúng ta có đây là glycogenin primer, cái phân tử protein có tên là glycogenin kết hợp với cái đoạn và glucose người ta gọi đó là primer. Đó. Rồi, những cái phân tử màu xanh xanh này chính là phân tử glucose á. Này, đây chính là phân tử glucose. Vậy thì bước thứ năm thì các phân tử glucose này sẽ gắn vào trong cấu trúc glycogenin primer. Đó, bước thứ tư á ha. Nó sẽ gắn vào. Vậy thì cái enzyme nào sẽ xúc tác cho quá trình gắn đó? Chúng ta thấy rằng đó là enzyme glycogen synthase sẽ xúc tác cho quá trình gắn các phân tử glucose từ cái phân tử glucose uridine diphosphate glucose này. Tức là khi nó gắn vào thì glucose được gắn vào đây. À, rồi cái cấu trúc này sẽ bị giải phóng đi, tức là UDP sẽ giải phóng đi ha. Rồi, vậy thì khi nó gắn vào thì mình để ý rằng là cái cấu trúc gắn của nó thì gắn theo chiều như thế nào, thì mình để ý á,
cái đầu bên này này, đầu phía bên tay trái của chúng ta đó, đó chính là cái đầu nhóm OH số 1, nên đầu O này chính là đầu OH khử, nên người ta gọi cái đầu phía bên tay trái của phân tử glycogen là đầu khử. Còn cái đầu ở bên số bên tay phải chúng ta sẽ là nhóm OH glycosid số 4, nên người ta gọi đây là OH không có tính khử, nên vì thế người ta gọi cái đầu bên tay phải này là đầu khử, đầu không khử. Vậy thì cái quá trình nó gắn là gắn vào từ đầu khử này đến đầu không khử đó, nên vì thế người ta gọi quá trình tổng hợp glycogen đó là quá trình tổng hợp từ đầu khử đến đầu không khử. Được chưa? Đầu khử tức là đầu có tính oxy hóa đó, à, tính khử đó ha. À, rồi bây giờ nó gắn khoảng bao nhiêu phân tử luco vào, thì đây chúng ta sẽ thấy nó gắn khoảng tầm 11 phân tử luco vào, gắn 11 phân tử, khoảng tầm 11 phân tử luco vào. Rồi sau khi bước tiếp theo là bước thứ năm, đó là gì? Sau khi nó gắn cái phân tử luco này vào rồi, khoảng được 11 cái nhóm luco như vậy, thì nó sẽ cắt và tạo nhánh. Thì nó sẽ cắt bao nhiêu? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy nó cắt khoảng một cái đoạn khoảng tầm là 6 phân tử luco, nó sẽ cắt cái đoạn khoảng 6 phân tử luco ở đây. Rồi sau đó nó tạo nhánh, thì chúng ta thấy nó tạo nhánh trên này. Thì cái enzyme mà cắt tạo nhánh đó là enzyme gì? Đó là enzyme có tên cụ thể đầy đủ luôn, đó là 14 ha, 14 tức là cắt liên kết 14 á, 16 ha, mình gạch ngang là 1416 transglycosylase sẽ cắt và tạo nhánh. Đó. Vậy thì khi nó cắt tạo nhánh ra thì nó ra được cái nhánh như thế này, đúng không? Thì bây giờ nó sẽ lặp lại cái bước số 1 tiếp theo, tức là nó phải tạo ra được những cái phân tử này trước rồi nó lặp lại quá trình này. Thì nó lặp lại bằng cách nào? Nó cũng gắn vào đây 11 phân tử luco, nó gắn vào đây khoảng tầm kéo dài 11 phân tử luco, rồi sau nó cắt tạo nhánh. Đó. Vậy thì cái quá trình đó cứ lặp đi lặp lại như vậy, thì nó sẽ tạo ra được một phân tử glycogen có độ dài khoảng tầm là, tức là có tổng thể các cái nhóm luco là khoảng tầm là 50.000 phân tử luco trong một phân tử glycogen. Và cái phân nhánh của nó thì nó có khoảng tầm 5 cấp độ phân nhánh. Đó. Thì đó là về cái đặc điểm cấu trúc tổng hợp của glycogen là như vậy. À, thì ở đây tôi có một hình cũng tương tự giống vậy để mô tả về cái hình tổng hợp. Thì chúng ta có đây là phân tử glycogenin primer, nó có một cái đoạn primer nữa. Rồi bây giờ thì ở đây chúng ta có đây các phân tử UDP luco, thì chúng ta thấy rằng là nó gắn vào và nối vào. Vậy thì nó nối vào và enzyme glycogen synthase sẽ thúc tác trong quá trình nối này, và cái độ dài nó khoảng 11 phân tử luco thì nó sẽ cắt một cái đoạn 1 2 3 4 5 6 phân tử luco, cắt ngay chỗ này, rồi sau đó nó tạo nhánh trên này, tạo nhánh lên, được chưa? Và những cách tạo nhánh thì cái enzyme cắt tạo nhánh đó là 1416 transglycosylase cắt và tạo nhánh. Đó, thì nó sẽ ra được cái phân tử glycogen như thế này. Đó, thì nó có 5 cấp độ phân nhánh và có cái số lượng phân tử luco là khoảng tầm là 50.000 phân tử luco ha. Đó. Rồi thì đây là tôi có trình bày cho các bạn các bước. Bước số 1 đó là hoạt hóa phân tử luco thành luco sulfat. Bước thứ hai đó là nó sẽ từ luco sulfat này nó sẽ chuyển thành là luco 1 phosphat. Rồi bước thứ ba đó là từ luco 1 phosphat này nó sẽ kết hợp với UTP để nó tạo thành uridine triphosphat, UTP á, nó tạo thành là UDBG, tức là UBB luco á. Đó. Rồi sau khi nó có các phân tử UDB luco rồi á, thì nó phải có một cái glycogenin primer. À, đó. Rồi và các phân tử UDB luco này sẽ gắn vào thì nó giải phóng đi UDB và nó gắn phân tử luco vào khoảng từ 11 nhóm phân tử luco như vậy, thì nó sẽ cắt và tạo nhánh. Và khi cái enzyme cắt tạo nhánh nó là amylo 1416 transglycosylase này xúc tác đó để tạo thành một cái nhánh có liên kết 16, được chưa? Rồi bây giờ muốn lặp lại thì các cái đầu nhánh nó sẽ cũng nối ra khoảng tầm 11 phân tử luco, rồi đầu chính nó cũng nối ra khoảng tầm 11 luco, rồi nó cắt tạo nhánh. Đó thì quá trình nó cứ lặp đi lặp lại như vậy ha. Đó. Rồi tiếp theo, vậy thì chúng ta thấy rằng là cái quá trình tổng hợp luco glycogen á, là xảy ra khi mà cái nồng độ luco trong máu chúng ta từ thức ăn nó cao, tức là chúng ta ăn vào thì nó sẽ tổng hợp glycogen để nó dự trữ, nhưng mà khi chúng ta đói thì glycogen này sẽ bị thủy phân ra. Đó. Thì ở đây chúng ta thấy, vậy thì chúng ta lưu ý rằng là quá trình tổng hợp với lại quá trình thủy phân thì chúng ta học rồi, nó có sự trái ngược với nhau, nó ngược chiều nhau. Nhưng hôm trước mình có nói đó là gì? Glycogen ở trong cơ là không phải là nguồn nội sinh,
nhưng mà glycogen ở trong gan là nguồn nội sinh. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ giải thích vì sao nó lại là như vậy. Thì chúng ta để ý rằng là cái quá trình thủy phân của glycogen ở cơ và ở gan nó tương tự là giống nhau, tuy nhiên nó chỉ khác ở một cái phản ứng cuối cùng thôi, cái là cái cuối cùng của nó sẽ khác. Thì tôi sẽ giải thích cái khác đó như thế nào. Rồi thì bây giờ ở đây chúng ta có, đối với quá trình thủy phân glycogen nó xảy ra gồm có 4 bước ha, tổng hợp thì có 5 bước chúng ta đã trình bày ở trên, còn quá trình thủy phân nó sẽ có 4 bước ha. Rồi bây giờ chúng ta có bước thứ nhất, thì nãy chúng ta có đây là phân tử glycogen mà nãy tổng hợp phía trên rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ xem thử nó sẽ thủy phân như thế nào. Thì bây giờ đầu tiên bước số 1 đó là gì, cái enzyme mà ngược với enzyme glycogen sinh, tức là enzyme này tạo ra liên kết 14, thì cái enzyme ngược với enzyme glycogen sinh đó là enzyme cắt liên kết 14, đó là enzyme có tên là glycogen phosphatase, hoặc là có một cái tên khác đó là glycogen phosphorylase đó, được chưa? Đó, nói chung là hai cái tên nó cũng là một thôi. Đó, glycogen phosphorylase nó cắt, nhưng mà cắt ở đâu? Nó sẽ cắt các phân tử luco ở đầu các mạch. Ví dụ đây chúng ta có mạch nhánh và đây mạch chính, thì nó sẽ cắt cái liên kết 14 này ở đầu mạch, cắt ở đầu mạch, chứ nó không cắt sâu vào bên trong, nó chỉ cắt ở các đầu mạch thôi. Được chưa? Rồi. Vậy thì khi mà các cái phân tử glucose này bị cắt ra bởi các cái enzyme của glycogen phosphorylase này thì nó sẽ tạo phân tử là gì? Thì khi nó cắt ra thì nó sẽ tạo ra phân tử đó là gluco một phosphat. Đó, nó cũng hơi ngược ngược lại với cái quá trình thủy phân này, tổng hợp này mình nói đó. Thì chúng ta thấy nó tạo ra gluco một phosphat. Đó. Rồi, các phân tử gluco một phát này tiếp tục biến đổi như thế nào nữa, thì các phân tử gluco một phát này nó sẽ tiếp tục biến đổi để tạo thành gluco 6 phát, nó đi ngược, đi ngược. Rồi sau khi các phân tử gluco 6 phát này được tạo ra thì bắt đầu cái bước tiếp theo của nó có sự khác biệt giữa hai cái mô. Đối với mô gan thì gluco 6 phát này chỉ tiếp tục chuyển đổi thành gluco tự do, và gluco tự do này khi được hình thành thì nó sẽ được phóng thích vào máu và đi về cung cấp cho toàn bộ cơ thể, và cái enzyme mà xúc tác trong quá trình chuyển gluco 6 phát này thành gluco đó là một cái enzyme người ta gọi là enzyme khử phosphorin hóa đó, đó là enzyme gluco 6 phosphatase, hay gọi là gluco phosphatase cũng được ha. Thì mình nói chi tiết rõ ràng thì nó là gluco 6 phosphatase, để ra là nó tách cái nhóm phosphat này đi để tạo thành gluco. Rồi nhưng đây là ở mô gan ha. Đó, nhưng mà ở mô cơ của chúng ta thì nó không có enzyme này, nó không có enzyme này nên gluco 6 phosphat này không được biến đổi thành gluco tự do, nên vì thế mà gluco 6 phosphat này là gluco hoạt động ha, gluco nó là ở dạng khóa, nên vì thế nếu mà ở trong tế bào trong cơ thể chúng ta mà gluco mà đang tồn tại ở dạng gluco 6 phosphat này thì gluco này ngay lập tức nó sẽ đi vào đường oxy hóa chuyển hóa tiếp. Nên vì thế ở đây chúng ta thấy gluco 6 phosphat này á, sau khi nó được tạo ra ở trong tế bào cơ á, thì nó không được chuyển hóa thành gluco và ngay lập tức nó sẽ đi vào đường oxy hóa ngay để tổng hợp năng lượng cho hoạt động tế bào cơ đó. Và cái gluco 6 phát được tạo ra từ quá trình thủy phân glycogen á, khi mà nó được oxy hóa đó theo con hô hấp hữu khí á, thì nó sẽ tổng hợp ra được 39 ATP ha. Mình bữa trước mình kia là mình 38, nhưng mà bởi vì ở đây nó không có một cái bước hoạt hóa số 1 nên vì thế nó sẽ tiết kiệm được một ATP ở trong cái con đường phân, cái pha số mất số 1 của con đường đường phân đó, nên vì thế nó sẽ tổng hợp được 39, đó là như vậy ha. Rồi thì đó là cái các phân tử gluco mà sau khi được cắt ra ở các đầu mạch. Rồi vậy thì khi các đầu mạch được cắt thì cái đoạn nhánh với là đoạn mạch chính của nó bị cắt ngắn lại, đúng không? Đó, cái độ dài nó ngắn lại. Rồi đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai đó là gì, hồi nãy á là nó cắt ở mạch chính nó đưa lên tạo nhánh, thì bây giờ nó sẽ cắt ở mạch nhánh nó đưa trở về mạch chính nha. Nhưng mà cắt chỗ nào thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là nó cắt cái liên kết 14 kế cận với liên kết 16, những cái này 14 này nó cắt cái đoạn này ra rồi nó mang lên nó nối lên trên cái mạch chính trở lại, được chưa? Và cái enzyme cắt đó là enzyme gì đó, vậy thì chúng ta có cái enzyme cắt có tên là enzyme transglucosyla. Transglucosyla enzyme này sẽ cắt cắt liên kết 14 ở mạch nhánh đưa lên liên kết một nối vào trong mạch chính đó. Vậy thì chúng ta thấy còn lại một phân tử gluco ở ngay chỗ mạch nhánh
liên kết mục 6, được chưa? Rồi bước tiếp theo là nó phải loại bỏ đi cái luco mục 6 này đi. Bằng cách nào thì nó sẽ thực hiện một bước tiếp theo, đó là thủy phân, thủy phân cái liên kết mục 6. Đó, vậy thì cái enzyme thủy phân liên kết mục 6 đó là glucosida sẽ thủy phân liên kết mục 6, và khi nó thủy phân liên kết mục 6 để tạo thành phân tử luco, giải phóng phân tử luco thì luco đó là luco tự do. Đó, luco tự do này sẽ được hoạt hóa thành luco sulfat ở tế bào gan, thì luco sulfat này sẽ biến đổi thành luco và giải phóng vào trong máu. Còn ở tế bào cơ, luco sulfat sẽ đi vào đường oxy hóa để tổng hợp ra ATP. Đó. Rồi, vậy thì cái bước tiếp theo là bước thứ ba rồi, chúng ta sẽ thấy rằng là nó chỉ còn lại là cái mạch chính thôi. Vậy thì bây giờ nếu mà nó còn lại mạch chính thì nó quay lại cái chu trình mới tiếp, là nó được cắt bởi cái enzyme này. Enzyme glycogen phosphata này chỉ cắt liên kết 1,4 thôi. Vậy thì khi mà nó quay lại cái vòng tiếp theo thì cái enzyme này sẽ cắt hết, cắt tất cả các cái liên kết luco 1,4 này. Đó. Vậy thì khi nó cắt hết thì nó giải phóng ra là luco 1-phosphat. Vậy thì chúng ta lưu ý rằng là đối với glycogen phosphata thì cắt liên kết 1,4, và khi nó cắt liên kết 1,4 thì cái sản phẩm nó tạo ra đó là luco 1-phosphat. Còn ngay chỗ vị trí nhánh liên kết 1,6 thì cái enzyme thủy phân đó là glucosida, nó sẽ thủy phân liên kết 1,6 thì giải phóng ra đó là luco. Đó. Yeah. Thì đó là cái kiểu nó là như vậy. Vậy thì chúng ta thấy rằng là gluco nó được tạo ra các từ các phân tử glucogen, thì chúng ta sẽ thấy được, người ta thống kê người ta thấy rằng là 90% là khi nó thủy phân ra là các phân tử gluco một phát, tức là những cái phân tử gluco mà bị cắt bởi liên kết 1,4 bởi enzyme này, 90%. Còn lại có 10% là tạo ra các phân tử gluco. Vậy thì 10% tạo ra các phân tử gluco đó chính là quá trình thủy phân glycogen ở liên kết 1,6. Đó. Thì đó là cái thống kê nó như vậy, đó là cái quá trình thủy phân ha. Và chúng ta cũng giải thích được vì sao glycogen ở trong gan thì nó là nguồn nội sinh, còn glycogen ở cơ thì nó không phải là nguồn nội sinh, là như vậy ha. Rồi, tiếp theo là quá trình tổng hợp lacto. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là về mặt cấu tạo thì lacto nó được cấu tạo gồm có hai phân tử, đó là phân tử luco và galacto. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà galacto để tham gia quá trình tổng hợp lacto á, galacto á, tổng hợp galacto, thì chúng ta thấy galacto nó được hóa thành galacto một cái phát. Rồi, galacto một phát này kết hợp với UTP để tạo ra các phân tử là UDP galacto. Rồi, các phân tử UDP galacto này mới kết hợp với gluco, thì khi nó kết hợp gluco thì cắt bỏ đi cái UDP, thì giải phóng UDP đi thì nó sẽ tạo ra cái liên kết 1,4 glycosid để hình thành nên phân tử lacto. À. Rồi. Nội dung tiếp theo đó là chuyển hóa của các monosaccharide khác. Thì đây chúng ta đã vừa đề cập đến quá trình tổng chuyển hóa của gluco ha, thì chúng ta thấy gluco nó được chuyển hóa theo con đường như thế này. Nhưng đối với các phân tử galacto, manno và fructo thì nói chung là cái con đường thoái hóa của nó cũng khá là tương tự, nó cũng sẽ thoái hóa theo con đường giống hệt như của gluco thôi, không khác gì cả. Đó, thì cái này các bạn về các bạn có thể xem thêm. Rồi. Tiếp theo là chúng ta sẽ nói về một số sự chuyển hóa gluco ở một số trạng thái. Thì ở trên này tôi có đưa ra cho các bạn ba trạng thái và quá trình chuyển hóa ba trạng thái này ở năm cái mô khác nhau như thế nào. Thì đây chúng ta có năm mô, đó là mô gan, mô mỡ, mô cơ, mô cơ tim và mô não. Và chúng ta có ba trạng thái. Trạng thái thứ nhất là trạng thái sau khi mình ăn no. Đó, đây là trạng thái chúng ta no đây. Và cái thứ hai đó là trạng thái chúng ta đói giữa hai bữa ăn. Và trạng thái thứ ba đó là trạng thái mà chúng ta đói dài ngày. Thì cái này tôi sẽ ví dụ cho các bạn một mô. Còn lại các bạn sẽ về, các bạn sẽ đọc các cái mô còn lại. Thì tôi ví dụ cho các bạn mô gan. Thì bây giờ ở đây chúng ta thấy ở mô gan của chúng ta thì khi chúng ta ăn no, tức là chúng ta sẽ thấy rằng là nồng độ gluco ở trong máu chúng ta tăng cao. Vậy thì nồng độ gluco trong máu chúng ta tăng thì cái quá trình chuyển hóa ở gan nó sẽ xảy ra thế nào? Thì chúng ta sẽ thấy như thế này. Gluco ở trong máu chúng ta tăng cao từ nguồn thức ăn, khi chúng ta sau khi chúng ăn no thì các gluco này sẽ được tế bào gan sử dụng để tổng hợp nên glycogen để dự trữ. Đúng không? Rồi. Và đồng thời gluco này cũng sẽ được sử dụng để tổng hợp ra các cái phân tử triglyceride, triacylglycerol này, tức là lipid á. Vậy thì khi mà nó tổng hợp lipid thì nó sẽ được đóng gói lại
bởi các cái VLDL, tức là các lipoprotein để vận chuyển trong máu và đi về các mô, cũng như là đi về mô mỡ để tổng hợp mỡ các cái mô mỡ. Rồi tiếp theo, đó là đối với trường hợp chúng ta no thì chúng ta thấy luco, chúng ta sẽ thấy tổng hợp thành glycogen để dự trữ và tổng hợp thành triglyceride ha. Rồi khi mà chúng ta đói, tức là giữa buổi ăn rồi đó, ví dụ như là giữa buổi sáng hoặc là giữa buổi chiều đó, là khi chúng ta đói sau khoảng 3 đến 3 tiếng rưỡi mà sau khi chúng ta ăn là chúng ta đói, thì chúng ta thấy rằng là lipid thủy phân ra từ axit béo sẽ được thủy phân từ lipid, và axit béo này dùng để oxy hóa để tổng hợp ra ATP cho hoạt động tế bào. Rồi glycogen, glycogen tức là nó lấy lipid ra để nó chuyển oxy hóa thành năng lượng á. Rồi glycogen sẽ tăng tạo thành, tức là sẽ thủy phân thành glucose, và glucose này được sử dụng cho hoạt động của cơ thể chúng ta. Đó là khi chúng ta đói. Nhưng mà khi chúng ta đói dài ngày thì sao? Vậy thì chúng ta thấy là khi chúng ta đói dài ngày thì cái glycogen dự trữ ở trong tế bào gan chúng ta không còn nữa. Nó không còn nữa. Vậy thì cơ thể chúng ta bây giờ sẽ sử dụng nguồn năng lượng đó là từ lipid và protein. Đó là gì? Thì chúng ta thấy rằng là axit amin này sẽ chuyển hóa thành glucose thông qua con đường tăng tạo glucose, và đồng thời axit béo này sẽ tổng hợp ra các thể keto, và các thể keto này sẽ được vận chuyển về các tế bào để sử dụng. Tức là khi chúng ta đói thì cơ thể chúng ta không còn glycogen dự trữ nữa, và cơ thể chúng ta lại sử dụng lipid và protein để chuyển hóa thành glucose cũng như là chuyển hóa thành năng lượng. Được chưa? Đó, vậy thì đó là ba cái trạng thái khác nhau như vậy. Thì còn bốn mô còn lại thì các bạn về các bạn sẽ giải thích thêm, nhìn vào trong cái đồ thị này chúng ta sẽ thấy rất dễ Rồi thì ở trên cái hình này chúng ta cũng thấy rằng là người ta mô tả chúng ta về cái quá trình người ta gọi là giữa hai bữa ăn, hoặc còn một cái trạng thái khác nữa, đó là trạng thái cơ bản. Thì trạng thái cơ bản thực ra nó là trạng thái đó 12 giờ qua đêm á. Ví dụ như là 18 giờ tối nay là chúng ta ăn rồi, chúng ta không làm gì, không ăn trở lại trong toàn cái thời điểm đó, thì chúng ta thấy là chúng ta ăn từ 18 giờ, sau đó chúng ta làm việc gì đó, chúng ta ngủ đến 6 giờ sáng hôm sau. Vậy thì cái cơ thể chúng ta đạt được ở trạng thái 6 giờ sáng hôm sau thì người ta gọi đó là trạng thái cơ bản, hoặc là trạng thái đói qua đêm á. Được chưa? 12 giờ thì tôi có thể giải thích cho các bạn một xíu ở trong cái đoạn này, nó giống như là trạng thái giữa hai bữa ăn rồi đó. Thì mình để ý nè, khi mà chúng ta đói đến thời điểm mà 6 giờ sáng sau thì chúng ta đói, thì chúng ta thấy rằng là glucose trong máu ta giảm. Vậy thì khi là glucose trong máu ta giảm thì cái nồng độ glucagon trong máu ta sẽ tăng lên, và đồng thời insulin, tức là hormone insulin nó sẽ giảm, đúng không? Vậy thì glucagon mà tăng lên thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ kích thích tế bào gan để thủy phân glycogen để tạo thành glucose. Rồi glucose này, vậy thì chúng ta thấy rằng là cái nguồn glucose ở trong tế bào gan chúng ta sẽ có hai nguồn đó, cơ bản đó là gì? Glycogen từ quá trình thủy phân, glucose từ quá trình thủy phân glycogen, và glucose từ quá trình tăng tạo glucose. Thì chúng ta có này, quá trình tăng tạo glucose là gồm những nào? Lactase sẽ được vận chuyển về tế bào gan để tổng hợp thành glucose. Rồi axit amin sẽ được vận chuyển về tế bào gan để tổng hợp glucose. Triglyceride bị thủy phân ra thành axit béo và glycerol, thì trong đó cái phần glycerol này sẽ được vận chuyển về gan để tổng hợp thành glucose. Vậy thì chúng ta có thủy phân glycogen tổng hợp glucose. Rồi chúng ta có lactate, chúng ta có axit amin, và chúng ta glycerol từ triglyceride sẽ chuyển hóa thành glucose thông qua con đường tăng tạo glucose. Đó. Thì glucose này nó được sử dụng cho những hoạt động nào? Thì đây chúng ta thấy glucose này được sử dụng cho hầu hết các hoạt động của cơ thể chúng ta. Ví dụ sử dụng cho hoạt động tế bào não chúng ta sử dụng glucose, hoặc là thể keto thôi. Rồi glucose chúng ta sử dụng cho hoạt động tế bào hồng cầu, vân vân. Nhưng mà ở đây chúng ta cũng sẽ lưu ý nè, lipid khi nó bị thủy phân ra thì nó sẽ tạo thành glycerol, và glycerol vận chuyển về tế bào gan để tổng hợp thành glucose. Nhưng axit béo thì nó không tổng hợp thành glucose. Đó. Thì ở đây chúng ta thấy này, axit béo sẽ được vận chuyển trực tiếp về tế bào mô cơ. Thì ở tế bào mô cơ này thì axit béo bị oxy hóa trực tiếp ở tại tế bào mô cơ theo con đường hô hấp hữu khí đó để tổng hợp ra ATP. Axit béo được vận chuyển về gan để oxy hóa thành acetylcholine A và tổng hợp thành ATP. Nhưng acetylcholine A này ở trong tế bào gan này được tổng hợp thành thể keto, người ta gọi là KB này, hôm sau chúng ta sẽ nói về thể keto. Rồi, thể keto này sẽ được vận chuyển về tế bào cơ để sử dụng chuyển hóa thành năng lượng. Axit amin protein, nó sẽ được vận chuyển về tế bào gan và khử nhóm amin.
Và khi nó khử nhóm amin thì nhóm amin này sẽ biến đổi thành ure ở tại gan thông qua chu trình ure, và ure được chuyển hóa tại gan này sẽ đào thải vào máu và được lọc qua cầu thận và đào thải theo con đường nước tiểu. Đó, thì đó là về cái quá trình mà chuyển hóa ở cơ thể chúng ta. Thì ở đây tôi có nói cho các bạn là mấy mô đó: mô gan, mô cơ, mô mỡ và mô não. Đó, thì còn lại cái một mô nữa là mô cơ tim thì cũng khá là tương tự ha. Rồi, tuy nhiên khi chúng ta đói dài ngày thì sao? Thì ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta đói dài ngày thì glycogen nó không còn nữa, đúng không? Rồi, đồng thời cái acid amin từ protein nó cũng không còn sử dụng nhiều. Vậy thì cơ thể chúng ta chỉ sử dụng lipid thôi. Vậy thì lipid dự trữ trong mô mỡ của chúng ta nó có thể giúp cho chúng ta sống được 20 ngày khi chúng ta đói dài ngày. Rồi, thì ra chúng ta thấy rằng là glycerol á, được vận chuyển về gan để tổng hợp thành gluco, acid béo được vận chuyển về mô mỡ để oxy hóa, về mô cơ để oxy hóa, còn acid béo này vận chuyển về mô gan để oxy hóa để tổng hợp ra ATP và đồng thời tổng hợp ra thể keto. Nhưng mà nãy chúng ta để ý á, thể keto nãy đối với chúng ta đói giữa hai bữa ăn thì nó vận chuyển về cơ, nhưng mà đối với thể keto ở khi chúng ta đói dài ngày thì nó không còn vận chuyển về cơ chủ hết nữa, mà nó vận chuyển về não để chúng ta sử dụng. Đó ha, thì khá tương tự như vậy, nhưng mà chỉ có glycogen nó không còn và đồng thời protein nó giảm dần, giảm sử dụng, ít sử dụng lại ha. Rồi, quá trình các cái liên quan đến chuyển hóa của gluco thì thực ra thì cái này chúng ta sẽ phải lưu ý, nó có một số cái sơ đồ mà mình cần phải nhớ, đó là gì? Tức là chúng ta phải có ba cái sơ đồ mà chúng ta nói về quá trình thoái hóa của gluco, đồng thời chúng ta nói về quá trình tổng hợp gluco, quá trình tổng hợp lipid từ cái nguồn đó là gluco và tổng hợp protein. Đó, thì cái đó là mối liên quan giữa các quá trình tổng hợp, thì cái này các bạn về các bạn sẽ xem ha. Đó, thì thực ra nó sẽ giống như quá trình tân tạo đó. Rồi, hôm trước tôi có nói các bạn đó ha. Đó, rồi cái này thì các bạn về các bạn xem, thì cái này tôi có một cái sơ đồ rất là tổng thể, mình chỉ cần xem sơ đồ này là chúng ta đã có thể giải thích được toàn bộ các mối liên hệ giữa cái quá trình chuyển hóa của gluco với quá trình tổng hợp nên lipid ha, với quá trình tổng hợp nên acid amin protein, với tổng hợp ra các cái hợp chất glucuronic, rồi tổng hợp ra các cái chất cấu tạo màng tế bào, tổng hợp glycogen, tổng hợp ra lacto, và đồng thời nó có một con đường bento phốt phát là tổng hợp ra ARN và ADN nữa, được chưa? Và ngược lại. Rồi, về cái nội dung thứ bảy đó là quá trình vận chuyển cái gluco qua màng tế bào. Thì ra chúng ta thấy rằng là để vận chuyển các phân tử gluco qua màng tế bào á, thì nó cần có các chất vận chuyển gluco. Thì ở đây chúng ta có 5 cái chất vận chuyển gluco, và mỗi cái chất vận chuyển gluco như vậy á, thì nó sẽ tương ứng với từng nhóm mô khác nhau. Đó, ví dụ như ở đây chúng ta có cái chất vận chuyển gluco có tên là GLUT1, thì nó để vận chuyển gluco ở các cái tế bào hồng cầu và tế bào não, hoặc là GLUT2 thì vận chuyển gluco ở tế bào gan, ruột và tụy, vân vân. Đó, thì chúng ta thấy rằng là mỗi cái mô khác nhau thì nó có một cái chất vận chuyển gluco khác nhau, và có 5 chất vận chuyển gluco ha. Rồi, thì ở đây chúng ta thấy rằng là cái quá trình hình thành và cũng như hoạt động của các chất vận chuyển gluco á, thì nó lại phụ thuộc vào một cái tín hiệu, đó là tín hiệu của hormone insulin. Đó, ví dụ như ở đây chúng ta thấy rằng là khi nồng độ gluco trong máu chúng ta cao lên thì insulin được tiết ra từ tế bào tuyến tụy, beta tuyến tụy tiết ra, thì khi nó tiết ra thì nó sẽ gắn lên các cái thụ thể của tế bào của insulin ở trên bề mặt tế bào cơ, ví dụ đây là tế bào cơ. Rồi, thì cái tín hiệu của insulin được truyền vào bên trong nhân tế bào để tổng hợp ra các GLUT. Các GLUT này sau khi được tạo ra và nằm trên bề mặt tế bào thì nó mới vận chuyển gluco bên trong tế bào được. Nên vì thế chúng ta thấy rằng là quá trình vận chuyển gluco nó có lại phụ thuộc vào các tín hiệu hormone. Đó. Nên vì thế khi mà cái insulin này có vấn đề về tín hiệu của nó thì chúng ta sẽ thấy chúng ta không vận chuyển được gluco từ máu vào bên trong tế bào. Nên vì thế nồng độ gluco trong máu chúng ta sẽ không giảm và tăng, nên dẫn đến là gây ra bệnh tiểu đường mà chúng ta sẽ học sau ha. Đó. Rồi, thì đây là chúng ta thấy đây là một cái quá trình mà tổng hợp ra các phân tử và biến đổi các phân tử GLUT, và các phân tử GLUT này được biến đổi ở trong cái hệ thống Golgi, sau đó nó vận chuyển ra ngoài tế bào để tạo ra những cái GLUT có chức năng để vận chuyển gluco vào trong tế bào ha. Đó. Rồi, cái nội dung thứ 8 đó là quá trình điều hòa chuyển hóa của gluco và glycogen.
Thì ở đây tôi sẽ nói về các cái nhóm học môn liên quan đến quá trình chuyển điều hòa cái nồng độ gluco và glycogen ở trong cơ thể chúng ta. Thì trên này là một cái slide tóm tắt lại các cái nội dung có trong cái bài chúng ta, thì chúng ta sẽ về chúng ta sẽ xem thêm ở trong giáo trình của mình ha. Đó, thì ở đây chúng ta thấy này, tôi sẽ chia làm hai nhóm học môn để làm tăng và làm giảm nồng độ gluco. Đó là gì? Nhóm học môn làm giảm nồng độ gluco đó là insulin. Nhóm làm môn làm tăng nồng độ gluco trong máu, ví dụ glucagon, adrenaline, tyrosine, glucocorticoid, acetate và CH, đây là những cái học môn mà sẽ giúp làm tăng nồng độ gluco. Thì đây chúng ta thấy khá đơn giản thế này, để làm giảm nồng độ gluco, vậy thì khi mà chúng ta ăn no thì cơ thể chúng ta phải làm giảm nồng độ gluco xuống, đó là gì? Để là xuống ở mức ổn định đó. Vậy thì bây giờ đây chúng ta thấy rằng là thì nó sẽ tiết ra hormone insulin. Vậy thì cái hormone insulin này nó sẽ kích thích cho tế bào cơm, tế bào gan chúng ta hấp thu gluco để tổng hợp thành glycogen, và đồng thời nó kích thích cho những tế bào cơ thể ngoài, các tế bào khác hấp thu gluco vào để chuyển hóa gluco thành nguồn năng lượng. Đó, thì khi đó nó sẽ làm cho nồng độ gluco chúng ta giảm. Rồi, nhưng mà khi chúng ta đói thì cái nồng độ gluco phải tăng lên để ổn định, đúng không? Vậy thì bây giờ nó sẽ không tiết insulin nữa mà nó tiết ra những hormone này. Đó, trong đó có một hormone nó chính quan trọng, đó là glucagon. Thì các cái hormone này nó tiết ra thì nó sẽ có nó sẽ dẫn đến trường hợp như thế nào? Thứ nhất đó là gì? Nó sẽ làm cho glycogen ở trong gan chúng ta được thủy phân ra thành gluco, và đồng thời cái thứ hai nữa là nó sẽ kích thích cho quá trình tăng tạo gluco ở trong tế bào gan để tạo ra gluco, nên vì thế nó sẽ làm tăng nồng độ gluco trong máu lên. Đó, thì đó là một cái cơ chế, thì nó sơ qua như vậy để chúng ta về chúng ta đọc thêm ở trong giáo trình của mình ha. Rồi, thì đây tôi ví dụ tôi có một cái sơ đồ để chúng ta nói về quá trình điều hòa của nồng độ gluco trong máu ta từ hai cái hormone, đó là insulin với lại là glucagon. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là ví dụ khi chúng ta ăn no thì cái nồng độ gluco trong máu chúng ta như nào? Nó cao. Đó, vậy thì khi chúng ta ăn no thì nồng độ gluco trong máu chúng ta cao. Vậy thì khi nồng độ gluco trong máu ta cao thì nó sẽ kích thích tuyến tụy tiết ra insulin. Insulin được tiết ra thì nó sẽ như thế nào? Thì nó sẽ kích thích tế bào gan hấp thu gluco, và gluco này được hấp thu vào tế bào gan thì sẽ tổng hợp thành glycogen để dự trữ. Đó, vậy thì khi mà nó hấp thu gluco vào trong tế bào thì cái nồng độ gluco trong máu ta như sẽ giảm xuống, sẽ giảm xuống. Vậy thì nồng độ gluco trong máu ta giảm xuống thì nó lại có một tín hiệu ngược trở lại đối với lại là tuyến tụy. Vậy thì cái nồng độ gluco máu giảm xuống thì nó kích thích tuyến tụy, ức chế quá trình tiết insulin, và đồng thời nó kích thích tuyến tụy chúng ta giải phóng glucagon. Vậy thì khi glucagon được giải phóng thì nó lại làm ngược lại cái này, đó là gì? Nó kích thích tế bào gan thủy phân glycogen để tổng hợp ra gluco. Rồi, gluco này được giải phóng vào trong máu. Và khi gluco giải phóng vào trong máu thì nó sẽ làm nồng độ gluco trong máu chúng ta sẽ tăng lên trở lại. Và khi tăng lên trở lại thì cái tín hiệu nó sẽ feedback trở lại và nó tác động lên tế bào tuyến tụy để tiết ra insulin. Vậy thì chúng ta thấy rằng là nó có một cái quá trình điều hòa rất là khép kín như vậy. Vậy thì nó làm cho cái nồng độ gluco trong máu chúng ta luôn luôn nằm trong một cái giới hạn ổn định. Đó là chính là như vậy ha. Rồi, bây giờ ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là trong quá trình chuyển hóa của leucine thì nó có một số cái bệnh liên quan đến quá trình chuyển hóa leucine. Đó là gì? Cái thứ nhất, chúng ta thấy rằng là bệnh đầu tiên mà chúng ta đã học ở ở cái phần trước rồi, chúng ta có nói đó là bệnh người ta gọi là bệnh bentosuria. Thì cái bệnh này nó liên quan đến con đường thủy phân oxy hóa gluco theo con đường axit uronic á. Bệnh gọi là bentosuria, tức là bệnh không chuyển hóa được đường bento ở trong gan và gây ra cái bệnh này. Thì do nó thiếu một cái enzyme chúng ta gọi là enzyme xylitol deruxtecan, đó là cái enzyme mà chúng ta đã học ở trong đó, chúng ta có đề cập đến ha. Rồi, một cái bệnh thứ hai cũng khá là phổ biến mà chúng ta đã từng nghe rất nhiều, đó là bệnh tiểu đường. Thì ở đây chúng ta có tiểu đường thì nó có hai loại, đó là tiểu đường type 1 và tiểu đường type 2. Và thì đối với những người bị tiểu đường á, thì nó sẽ có 5 đặc điểm. Thứ nhất là nồng độ gluco trong máu chúng ta tăng. Thì bởi vì cơ thể chúng ta không hấp thu được gluco nên vì thế nồng độ gluco trong máu chúng ta tăng. Vậy thì nhảy chúng ta có nói là để vận chuyển được gluco, để hấp thu được gluco vào trong tế bào thì nó cần phải có cái chất vận chuyển. Nhưng bây giờ nó không có chất vận chuyển bởi vì cái tín hiệu insulin nó không có.
nó không được truyền vào trong nhân. Vậy thì tín hiệu insulin không được truyền vào trong nhân thì nó sẽ gây ra sự không tổng hợp được các cái gen LUT, và các gen LUT đó sẽ không vận chuyển được gluco vào trong máu. Đó, vậy thì chúng ta thấy chốt lại là nó cũng liên quan đến insulin. Đó là chính rồi đó ha. Rồi tiếp theo, vậy thì bây giờ nếu mà người tiểu đường chúng ta mà không hấp thu được gluco vào trong tế bào thì không có năng lượng ATP, tức là nó sẽ không có gluco để chuyển hóa thành ATP. Nên vì thế chúng ta sẽ thấy rằng là các cái mô và tế bào trong cơ thể chúng ta bị đói năng lượng, tức là không có ATP để chuyển hóa thành năng lượng. Đó, nên bị đói, đúng không? Nhưng mà đối với những người tiểu đường thì chúng ta thấy người ta không có chết ngay, đói nhưng mà không thể chết ngay được. Đó, vậy thì bây giờ nếu mà không sử dụng được gluco thì phải sử dụng nguồn khác để chuyển hóa thành năng lượng. Vậy thì cái nguồn khác đó là cái gì? Đó là thể keto và axit béo tự do. Vậy thì bây giờ cái thể keto và axit béo tự do nó liên quan đến quá trình thủy phân của triglycerid, tức là mỡ mỡ. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là vậy thì khi mà nó chuyển hóa axit béo thì nó sẽ tạo thành thể keto và nó giải phóng axit béo tự do từ quá trình thủy phân của triglycerid. Nên vì thế chúng ta thấy rằng thể keto và axit béo tự do trong máu ta như nào, tăng lên. Và khi mà nồng độ gluco ở trong máu ta tăng thì nó sẽ dẫn đến đào thải qua con đường nước tiểu, và đồng thời nó gây ra mất muối, và cái lượng nước tiểu chúng ta tăng và tăng lượng ure. Bởi vì sao nó lại tăng lượng ure? Bởi vì chúng ta thấy rằng là nếu mà không sử dụng được gluco thì cơ thể chúng ta phải sử dụng lipid, đúng không, và sử dụng protein. Vì thế khi mà protein được sử dụng, tức là asamin nhé, nó sẽ được chuyển hóa để tổng hợp thành gluco thì nó sẽ tạo ra ure và đào thải. Nên vì thế cái nồng độ ure trong máu như trong nước tiểu chúng ta tăng lên. Đó, thì đó là một số cái đặc điểm chúng ta sẽ về, chúng ta sẽ nghe và chúng ta giải thích lại, chúng ta hiểu được là vì sao nó có năm đặc điểm nó như vậy ha. Rồi, và đây là tuyến tụy, thì chúng ta sẽ xem thử cấu trúc tuyến tụy khi chúng ta cắt ngang thì nó như thế nào. Thì đây chúng ta thấy rằng là trong tuyến tụy chúng ta có rất là nhiều các cái tế bào quan trọng, và những tế bào này là những tế bào có thể tiết ra những cái hormone mà chúng ta cần quan tâm đến. Đó là gì? Thứ nhất là tế bào alpha của tuyến tụy tiết ra hormone glucagon, tế bào beta của tuyến tụy tiết ra insulin, và tế bào delta của tuyến tụy tiết ra somatostatin, vân vân, và những tế bào tiết khác. Rồi, thì bây giờ ở đây chúng ta có này, vậy thì chúng ta sẽ đi vào giải thích nguyên nhân của các cái bệnh tiểu đường tiếp 1 và tiếp 2. Thì bây giờ mình ví dụ nhìn cơ bản ở trên này, chúng ta sẽ thấy cái hình này. Đó là gì? Mình nhìn vào đây thì mình thấy rằng là gluco, phân tử gluco, gen LUT, insulin và các cái thụ thể của insulin. Thì đây chúng ta để ý rằng là đối với insulin á, thì để truyền tín hiệu vào trong tế bào á, thì nó cần phải có thụ thể, bởi vì insulin là một cái hormone peptide tan được trong nước, nên vì thế nó không đi vào được trong tế bào mà nó phải có thụ thể nằm trên bề mặt tế bào. Đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng là cái tiểu đường tiếp 1 thì chúng ta nhìn cơ bản trên này là nó không có insulin, đúng không? Vậy thì chúng ta có suy đoán rằng là tiểu đường tiếp 1 bởi vì insulin nó không được tạo ra. Đó. Rồi, ở trên này chúng ta tiếp tục, ở đây nó có insulin nhưng mà bây giờ các thụ thể insulin nó bị biến đổi về mặt cấu trúc ở trên này, nên vì thế nó sẽ không gắn vào được và không truyền được tín hiệu vào bên trong. Vậy thì cái tiểu đường tiếp 2 là do lỗi của các thụ thể. Đó, được chưa? Thì cơ bản là như vậy. Giờ chúng ta sẽ đi vào cái cụ thể chi tiết để chúng ta có thể giải thích được ha. Thì bây giờ ở đây chúng ta có, trước khi chúng ta nói đến những người bị tiểu đường thì chúng ta sẽ nhìn vào những người bình thường trước, được chưa? Và ở trên này chúng ta có những cái ký hiệu. Ví dụ đây là cái hạt màu vàng, đây là insulin. Cái hình như cái hình nấm này là cái thụ thể của insulin. Cái này hạt màu xanh là gluco. Hai cái phân tử này là chất vận chuyển gluco, gen LUT đó. Và ở đây chúng ta thấy rằng cái hình nấm của thụ thể insulin này nên bị cắt cái đầu đi, thì đây người ta gọi là thụ thể insulin bị thay đổi về cấu trúc ha. Rồi bây giờ ở người tiểu đường không bình thường thì chúng ta sẽ thấy rằng là cơ thể tiết ra được insulin. Rồi khi mà nồng độ gluco trong máu chúng ta tăng, hay các phân tử mà gluco mà nằm ở bên ngoài cái vùng màu xanh này á, tức là người ta đang mô tả chúng ta về các phân tử gluco này là ở bên ngoài tế bào. Còn các cái phân tử gluco mà ở trong cái vùng màu đỏ này chính là ở trong tế bào. Nghĩa là như vậy đó. Rồi. Vậy thì khi mà nồng độ gluco ở trong cơ thể chúng ta tăng lên, trong máu chúng ta tăng lên thì cái insulin sẽ được tiết ra. Tiết ra thì khi đó nó sẽ gắn lên các thụ thể trên bề mặt tế bào, và cái tín hiệu của insulin đều được truyền thẳng vào trong nhân và tạo ra các phân tử gen LUT có chức năng. Vậy thì khi các phân tử gen LUT được tạo ra và gắn trên bề mặt tế bào thì nó sẽ bơm các phân tử, tức là nó sẽ vận chuyển các phân tử gluco vào bên trong tế bào.
cách dễ dàng, và có thể chúng ta sử dụng nó để chuyển hóa, để tổng hợp ra những chất khác và chuyển hóa thành năng lượng ATP để cấu trúc và để xây dựng lên các mô và tế bào đó, và có thể chúng ta cứ lớn lên bình thường ha. Đó, tuy nhiên đối với những người tiểu đường tiếp 1 thì chúng ta sẽ nhìn vào đây, chúng ta thấy nó không có các cái insulin, các phân tử insulin không có, nên vì thế chắc chắn vậy thì chúng ta thấy là cơ thể chúng ta không tiết được insulin. Vậy thì nãy chúng ta có nói là tế bào beta của tuyến tụy là tế bào mà tiết ra insulin đó, vậy thì tế bào này nó không có khả năng tiết insulin. Vậy thì tại sao nó không tiết được insulin? Thì do nó hư, nó hại, sau đó nó bị tổn thương, sau đó nó không tiết. Vậy thì chúng ta thấy là vì sao nó lại bị tổn thương như vậy? Bởi vì cái hệ thống miễn dịch của cơ thể chúng ta nó tự tạo ra những kháng thể để tấn công tế bào beta, và dẫn đến là tế bào chúng ta bị mất chức năng, không tiết được đó. Và cái tiểu đường này nó gặp chủ yếu là ở người trẻ trẻ tuổi với lại là trẻ em à, đó, đó, người ta gọi là tiếp trẻ em á đó. Và thì bây giờ để trong điều trị đối với tiểu đường tiếp 1 thì người ta làm cách nào? Thì rất đơn giản, bởi vì nó không tiết được insulin thì chúng ta sẽ sử dụng insulin ngoại sinh, chúng ta sẽ bơm insulin ngoại sinh vào bên trong cơ thể nha. Rồi tiểu đường tiếp 2, bây giờ mình nhìn lên trên này thì cơ thể chúng ta tiết được insulin đó, nhưng mà chúng ta nhìn vào đây chúng ta thấy các cái thụ thể insulin của chúng ta như nào, nó bị thay đổi về mặt cấu trúc. Vậy thì có nhiều nguyên nhân bị thay đổi, đó là gì? Đó là có thể là do chúng ta mập quá, thể trạng chúng ta mập quá, lượng mỡ chúng ta nhiều, hay là chúng ta sử dụng nguồn thức ăn chúng ta có quá nhiều các chất độc đó, ví dụ như chúng ta thức ăn chúng ta có quá nhiều thuốc trừ sâu diệt cỏ nè, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các cái thụ thể, hoặc là chúng ta sử dụng bia rượu quá nhiều vân vân, đó là những cái chất độc mà sẽ gây ra tổn thương các cái thụ thể của insulin đó. Vậy thì khi đó thì khi nó thụ thể nó bị tổn thương thì các cái phân tử insulin không gắn vào được trong bên trong bề mặt bên trong cái thụ thể đó, dẫn đến là nó không thể đưa được tín hiệu vào bên trong để đáp ứng lại với tín hiệu insulin đó. Vậy thì cái này thì cái tiểu đường tiếp 2 này chủ yếu gặp ở những người lớn tuổi và đặc biệt là những người có thể trạng mập đó. Vậy thì bây giờ trong điều trị đối với tiểu đường tiếp 2 thì người ta sẽ làm cách nào? Thì thứ nhất là người ta phải điều chỉnh được cái chế độ ăn uống của mình thích hợp, đấy là một cái khẩu ăn chúng ta sẽ phải chia nhỏ và nhiều lần trong một ngày đó. Rồi và thứ hai nữa là chúng ta dùng các cái dược phẩm để kích thích sự tiết insulin. Vì sao chúng ta lại phải tiết? Bởi vì đơn giản thế này, khi mà insulin được tiết ra nhưng mà nó không được sử dụng thì sao? Thì nó sẽ quay lại ức chế và không tiết được tế bào người ta không tiết được đó. Và vì thế chúng ta phải buộc chúng ta phải dùng các dược phẩm để kích thích sự tăng tiết insulin đó. Đó là nguyên nhân là như vậy ha. Rồi thì đây chúng ta thấy đây là cái hình cho mô tả cho chúng ta về các cái bệnh tiểu đường ha. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy nè, thứ nhất đó là gì, cái tế bào beta nó tiết ra insulin đó, và khi nó tiết ra insulin á thì chúng ta để ý rằng là một là nó không tiết, hai là nó tiết ra và nó không gắn lên được cái thụ thể insulin, tức là thụ thể insulin có thể bị biến đổi về mặt cấu trúc. Thì khi nó không gắn được vào thì cái tín hiệu insulin này nó không được truyền vào trong nhân và không được truyền vào trong nhân thì nó không tổng hợp được các tuyến LUT, và khi các tuyến LUT không được tổng hợp thì các phân tử gluco không được vận chuyển ở bên trong, nên vì thế cơ thể chúng ta sẽ đoái phân tử gluco, và không có gluco này thì nó sẽ không chuyển hóa thành năng lượng ATP cho hoạt động tế bào, đúng không? Đó. Rồi. Nhưng mà bây giờ nếu mà không có cái năng lượng từ nguồn gluco thì cơ thể chúng ta phải sử dụng một cái nguồn khác, đó là lipid, mô mỡ ở trong cơ thể chúng ta. Vậy thì những cái mô mỡ chúng ta sẽ thủy phân ra là glycerol với lại axit béo. Thì glycerol nó sẽ vận chuyển về gan để tổng hợp thành gluco, còn đối với axit béo thì nó sẽ oxy hóa để tổng hợp ra thể keto, rồi sau đó thể keto này sẽ được vận chuyển về các mô để sử dụng đó. Thì đó là cái cách mà cơ thể chúng ta sử dụng tạo năng lượng đối với các trường hợp mà chúng ta bệnh tiểu đường là như vậy ha. Rồi một cái bệnh tiếp theo đó là bệnh galactose bẩm sinh, đó là một cái bệnh di truyền, người ta gọi là galactosemia. Hai bệnh này là bệnh về mặt di truyền, tức là cái bệnh nào mà nó liên quan đến enzyme thì đó là những cái bệnh liên quan đến mặt di truyền. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái bệnh này nó là cái bệnh không chuyển hóa được đường galacto thành gluco, nên vì thế nó sẽ ứ đọng lại trong gan và dẫn đến là tử vong. Đó, vậy thì cái bệnh này nó liên quan đến trẻ sơ sinh, tức là khi sau khi trẻ sơ sinh ra mà nó bị cái bệnh này thì nó không sử dụng được sữa mẹ. Đó, và vì thế người ta phải điều trị bằng cách là thay sữa
không có lacto, tức là không sử dụng sữa có lacto mà sử dụng sữa có gluco. Đó. Thì đây chúng ta thấy rằng là ví dụ ở đây chúng ta có galacto, nó sẽ phải đầu tiên nó phải được hóa thành galacto một phát, rồi sau đó nó mới xảy ra phản ứng chuyển nhóm để tạo thành là UDV galacto, rồi sau đó nó biến đổi thành gluco một phát này. Tuy nhiên ở đây chúng ta để ý rằng là cái enzyme có tên là galacto một phát urine transferase này, cái enzyme này nó không có, nên vì thế cái con đường ngay chỗ này nó bị cắt đi và nó không chuyển hóa được tiếp galacto một phát, nên vì thế nó gây ra sự ứ đọng galacto ở trong gan và dẫn đến là để sự sinh gan to ra mà dẫn đến tử vong ha. Đó. Thì đó là về cái nội dung của cái chương số 4 của chúng ta là như vậy ha. Rồi. Vậy thì chúng ta hôm nay chúng ta kết thúc ở trong cái hoàn thành cái chương số 4, thì cái nội dung bài của chúng ta đến đây kết thúc ha. Bữa hôm sau là chúng ta sẽ tiếp tục học đến cái chương gọi là